Nga đang đối mặt với tổn thất nghiêm trọng khi hơn 670.000 binh sĩ đã thiệt mạng hoặc bị thương. Và Tổng thống Putin hiện đang cố gắng tìm kiếm viện trợ quân sự từ các đồng minh. Đáng chú ý, 10.000 binh sĩ Triều Tiên đã được điều động để hỗ trợ quân đội Nga. Theo các báo cáo từ tình báo Hàn Quốc và Ukraine, những binh sĩ này hiện đang chiến đấu bên cạnh các lực lượng Nga trên các chiến trường Ukraine, tạo nên một dấu hỏi lớn liệu sự tham gia này có đủ sức thay đổi cục diện chiến sự. Tuy nhiên, số lượng binh sĩ Triều Tiên hiện diện Ukraine vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Một số báo cáo ước tính con số này chỉ vào khoảng 3.000, trong khi các nguồn từ Hàn Quốc và Ukraine cho rằng con số thực tế có thể lên tới 10.000. Và đây thậm chí có thể chưa phải là con số cuối cùng, khi nhiều chuyên gia dự đoán số lượng quân đội Triều Tiên có thể tiếp tục gia tăng. Mặc dù vậy, các phương tiện truyền thông Nga và phát ngôn viên Điện Kremlin đã mạnh mẽ phủ nhận sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột. Theo Điện Kremlin, các báo cáo từ Hàn Quốc và Ukraine chỉ là tin đồn thất thiệt nhằm tạo ra một thuyết âm mưu về mối quan hệ quân sự giữa hai nước. Song phát ngôn viên này cũng thừa nhận rằng Triều Tiên là một người láng giềng gần gũi và nhấn mạnh sự phát triển tích cực trong quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực. Quan hệ Nga-Triều Tiên không phải là mới. Từ những năm 1950, Nga khi đó là Liên Xô, đã cung cấp hỗ trợ kinh tế và quân sự đáng kể cho Triều Tiên, giúp Bình Nhưỡng xây dựng nền tảng quốc phòng với các thiết kế vũ khí bắt nguồn từ Liên Xô. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã được củng cố mạnh mẽ vào tháng 6 năm 2024, khi hai quốc gia ký kết một hiệp ước hợp tác chiến lược, cam kết hỗ trợ lẫn nhau nếu một bên bị đe dọa bởi một thế lực thứ ba. Điều khoản tương tự Điều 5 của NATO. Điều này đã gây lo ngại lớn trong giới lãnh đạo phương Tây về việc Nga có thể đang xây dựng một phiên bản NATO riêng của mình với các quốc gia đồng minh độc tài như Triều Tiên. Câu hỏi đặt ra là mức độ hợp tác sâu rộng đến đâu và đâu là những nguy cơ tiềm ẩn. Trên thực tế, viện trợ quân sự của Triều Tiên cho Nga đã vượt xa mức hỗ trợ thông thường. Kể từ tháng 8 năm 2023, Triều Tiên được cho là đã chuyển hơn 13.000 container vũ khí cho Nga, bao gồm hơn 3 triệu viên đạn pháo 152mm và hơn nửa triệu viên đạn pháo 122mm. Đây là những lô vũ khí có thể giúp Nga duy trì cuộc xâm lược Ukraine trong thời gian dài. Và điều này đã cho thấy Bình Nhưỡng đã âm thầm ủng hộ chiến dịch quân sự của Moscow từ lâu. Liệu sự hỗ trợ này có thay đổi cục diện xung đột hay chỉ là gia tăng căng thẳng trong khu vực? Hãy cùng chúng tôi phân tích sâu hơn về những tác động chiến lược từ mối liên minh quân sự Nga-Triều và hậu quả tiềm ẩn đối với tình hình an ninh toàn cầu. Để đổi lại sự hỗ trợ quân sự từ Triều Tiên, Nga đã gửi đến quốc gia này một lượng lớn thực phẩm và hàng hóa nông nghiệp, góp phần ổn định giá lương thực cho dân số 26 triệu người của Triều Tiên. Đối với Moscow, đây không chỉ là nghĩa vụ viện trợ, mà còn là bước đi chiến lược nhằm tiếp cận một nguồn tài nguyên quan trọng cho tương lai, nhân lực. Dù còn thiếu công nghệ hiện đại và chịu nhiều áp lực địa chính trị, Triều Tiên vẫn là một quốc gia quân sự hóa mạnh mẽ và dân số khiêm tốn, khoảng 26 triệu người. Bình Nhưỡng vẫn có khả năng quân sự hóa toàn dân một cách đáng nể nhờ hệ thống kiểm soát chặt chẽ của gia tộc họ Kim, vốn đã duy trì quyền lực suốt hơn 80 năm qua. Theo luật nghĩa vụ quân sự của Triều Tiên, mỗi nam giới phải phục vụ trong quân đội 8 năm, trong khi nữ giới phải thực hiện nghĩa vụ 5 năm. Đài KCNA cho biết quân đội Triều Tiên hiện có khoảng 1,3 triệu lính chính quy, là một trong những lực lượng lớn nhất thế giới. Ngoài ra, họ có thể huy động thêm khoảng 10 triệu người trong độ tuổi quân ngũ, gần bằng một nửa dân số. Dù vậy, một lực lượng đông đảo chưa chắc đảm bảo hiệu quả trên chiến trường, nhất là khi công nghệ quân sự của Triều Tiên vẫn còn lạc hậu với súng AK-47 là vũ khí chủ lực mà không có cải tiến đáng kể nào. So với tiêu chuẩn công nghệ quân sự của các quốc gia NATO, hệ thống vũ khí của Triều Tiên còn thua kém rất nhiều. Tuy nhiên, việc Triều Tiên bắt tay với Nga vẫn khiến NATO không khỏi lo ngại. Dù quân đội Triều Tiên thiếu kinh nghiệm tác chiến hiện đại và công nghệ lạc hậu, Bình Nhưỡng đã sản xuất một lượng lớn khí tài quân sự hỗ trợ Nga trong hơn một năm qua. Báo cáo cũng cho thấy Triều Tiên đã cử các kỹ sư quân sự sang giám sát và vận hành thiết bị, đồng thời tiến hành ít nhất 41 vụ phóng tên lửa trong năm 2023 và 23 vụ trong năm 2024, thể hiện tham vọng quân sự mạnh mẽ. Theo ước tính của Anh, ngân sách quốc phòng hàng năm của Triều Tiên chỉ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, nhưng quốc gia này vẫn sở hữu một lượng lớn vũ khí quy ước khoảng 4.000 xe tăng, 476 máy bay chiến đấu, 5.500 bệ phóng tên lửa và nhiều khí tài khác. Điều này cho thấy nền kinh tế Triều Tiên tối ưu hóa và tập trung cao độ cho hoạt động quân sự bất chấp các hạn chế về kinh tế.
Khi gộp tất cả các yếu tố này lại, có thể thấy rõ ràng, Triều Tiên đang theo đuổi kế hoạch đầy tham vọng để xây dựng một lực lượng quân sự hùng mạnh và hiện đại hơn, với mục tiêu không chỉ là duy trì chế độ, mà còn sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài, đặc biệt từ nước láng giềng phía Nam. Cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành một phòng thí nghiệm thực địa cho các công nghệ quân sự mới và cũ kết hợp. Cả Ukraine và Nga đều bắt đầu xung đột với vũ khí và thiết bị tương đối hiện đại. Nhưng khi chiến tranh kéo dài, hai quốc gia đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược của mình theo hai hướng khác nhau. Ban đầu, cả hai bên đều phải tận dụng các loại khí tài cũ trong kho, như xe tăng T-64 và T-72, hoặc các loại pháo kéo từ thời chiến tranh lạnh. Thậm chí có những vũ khí được triển khai trên chiến trường từng xuất hiện từ thời Thế chiến thứ hai. Xung đột này đã trở thành cơ hội cho phương Tây cũng như Nga và Triều Tiên dọn dẹp các kho khí tài cũ, đồng thời là dịp để thử nghiệm và tối ưu hóa vũ khí mới dựa trên nền tảng của những thiết bị đã lỗi thời. Về phía Nga, họ không chỉ đưa vào sử dụng thiết bị cũ mà còn tận dụng xung đột để hiện đại hóa và nâng cấp các khí tài mới nhất. Xe tăng T-90M và máy bay chiến đấu MiG-35, vốn được xem là đỉnh cao công nghệ của Moscow, cũng đã trải qua các đợt cải tiến và tinh chỉnh đáng kể, nâng cao khả năng sát thương và hiệu suất hoạt động, khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn trên chiến trường. Trong khi đó, lĩnh vực pháo binh là nơi Nga đạt được nhiều tiến bộ nhất, sở hữu kho pháo tự hành lớn nhất thế giới. Nga đã mất khoảng 19.000 khẩu trong suốt cuộc chiến, nhưng pháo binh của họ vẫn là lực lượng quan trọng và đáng gờm. Điển hình là hệ thống lựu pháo tự hành 2S-19 có khả năng bắn đến 10 viên đạn mỗi phút, vượt xa hiệu suất của pháo binh phương Tây. Dù được sản xuất từ những năm 1989, hệ thống pháo này vẫn là một trong những đại diện mạnh mẽ nhất cho dòng pháo tự hành trên thế giới. Theo các báo cáo, Triều Tiên cũng góp phần vào các cuộc xung đột khi đã có khả năng sản xuất đạn pháo với số lượng vượt trội hơn bất kỳ quốc gia phương Tây nào. Bình Nhưỡng tận dụng tài nguyên thiên nhiên dồi dào và ngành công nghiệp quân sự đặc thù của mình để đẩy mạnh sản xuất đạn dược, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của chiến trường. Với sự hỗ trợ của UAV và lợi thế áp đảo về số lượng, pháo binh Nga đã liên tục duy trì cường độ khai hỏa dữ dội, khiến Ukraine gặp khó khăn trong các đợt phản công tại vùng Donbass. Sự phối hợp giữa UAV và pháo binh giúp Nga tiến bước một cách kiên trì, bù đắp cho sự thiếu hụt xe tăng và thiết bị hiện đại do áp lực tiêu hao trong chiến tranh. Điều này tạo nên một thách thức lớn cho Ukraine và là minh chứng cho vai trò quan trọng của pháo binh trong chiến thuật chiến tranh hiện đại của Nga. Sự hiện diện của các kỹ sư và sĩ quan quân đội Triều Tiên tại chiến trường Nga đã được xác thực. Dường như họ đang tận dụng cơ hội để trải nghiệm trực tiếp hiệu quả hoạt động của các loại vũ khí trên nhiều địa hình và điều kiện chiến trường khác nhau, nhằm tìm cách tối ưu hóa hệ thống vũ khí của Triều Tiên. Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng đã gửi đến Nga các tên lửa tầm xa tự thiết kế, nổi bật trong đó là tên lửa KN-23, với tầm bắn khoảng 640-690 km. Việc vận hành tên lửa này trong điều kiện thực tế không chỉ giúp các kỹ sư Triều Tiên hiểu rõ lý do thất bại của các thử nghiệm trước đó mà còn mang đến những bài học kinh nghiệm quý báu, có thể giúp Bình Nhưỡng cải thiện và chế tạo ra tên lửa tiên tiến hơn trong tương lai. Do sự hạn chế về kinh tế và tình hình cô lập địa chính trị, bất kỳ bước tiến nào trong công nghệ vũ khí đều mang ý nghĩa quan trọng đối với Triều Tiên. Tiến bộ này có thể giúp quốc gia này rút ngắn khoảng cách công nghệ quân sự với Hàn Quốc, một láng giềng vốn đã vượt xa Bình Nhưỡng về tiềm lực công nghệ quốc phòng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng khoảng một nửa số vụ thử tên lửa của Triều Tiên đến nay đã thất bại, với tên lửa không đạt được mục tiêu dự kiến, mặc dù mối đe dọa từ các tên lửa này vẫn còn thấp. Nhưng việc thử nghiệm chúng trong môi trường thực chiến tại Ukraine có thể mang đến cơ hội đặc biệt cho các kỹ sư Triều Tiên bằng cách đối mặt với các hệ thống phòng thủ hiện đại từ vũ khí EU cung cấp cho Ukraine. Các kỹ sư có thể phát hiện các điểm yếu và cải thiện tỷ lệ thành công cho các tên lửa này. Ngay cả những thử nghiệm thất bại cũng có thể gây nguy hiểm cho Ukraine, bởi vì chỉ cần một tên lửa đạt được một phần mục tiêu là đã có thể gây thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa tính mạng dân thường. Như vậy, Triều Tiên dường như đang tận dụng chiến trường mà Nga mở ra để thử nghiệm và hoàn thiện khả năng tác chiến thực tế, chuẩn bị cho các cuộc xung đột tiềm năng trong tương lai của họ. Một phần lớn trong kế hoạch này là nâng cao năng lực chế tạo đạn pháo, trong khi các cơ sở xuất khẩu của Triều Tiên đã hoạt động hết công suất. Các cơ sở trong nước hiện chỉ là vận hành khoảng 30% công suất. Điều này đảm bảo rằng khi cần thiết, Bình Nhưỡng có thể nhanh chóng chuyển sang sản xuất loại đạn pháo được cải tiến từ những bài học trên chiến trường, đáp ứng các mục tiêu chiến lược trong tương lai. Việc đưa 10.000 binh sĩ từ Triều Tiên vào chiến trường Ukraine liệu có thể tạo ra ảnh hưởng gì đáng kể trong cuộc xung đột quy mô lớn này? So với con số thương vong khổng lồ của Nga, ước tính hơn 670.000 binh sĩ đã thiệt mạng hoặc bị thương.
Theo phía Ukraine, dường như 10.000 binh sĩ từ Bình Nhưỡng chỉ là một con số rất nhỏ, không đủ để tạo ra thay đổi lớn. Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Ukraine vào tháng 9 năm 2024, đây là tháng khốc liệt nhất đối với Nga và hơn 1.250 binh sĩ thương vong mỗi ngày. Đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp số thương vong ngày càng duy trì ở mức trên 1.200. Và nhiều nhà phân tích dự đoán rằng con số này sẽ còn tăng cao khi thời tiết lạnh giá đến gần, mang lại lợi thế chiến đấu cho Ukraine trên chính mảnh đất quê hương của mình, với trang bị và kinh nghiệm thích ứng tốt hơn trong điều kiện tuyết phủ. Trước bối cảnh này, 10.000 binh sĩ Triều Tiên có thể chỉ là bước đầu cho việc Bình Nhưỡng hỗ trợ Nga. Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng nếu Triều Tiên thực sự cam kết, số lượng này có thể tăng lên đáng kể, đặc biệt khi quân đội Triều Tiên có tổng số binh sĩ tại ngũ khoảng 1,3 triệu. 10.000 binh sĩ có thể nhanh chóng tiêu hao chỉ trong hơn một tuần khi đối đầu với quân đội Ukraine tại Kursk. Và nếu Triều Tiên muốn tiếp tục duy trì lực lượng trên chiến trường, họ hoàn toàn có thể huy động nhiều hơn. Như vậy, binh sĩ Triều Tiên cần ít nhất 2 tháng huấn luyện và quan sát trước khi sẵn sàng cho các nhiệm vụ tiền tuyến thực sự. Điều này cho Nga một nguồn lực dự trữ tạm thời, nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để tình trạng khan hiếm nhân lực của họ. Bởi quân số thực tế của Nga mặc dù được ước tính khoảng 1,3 triệu, phần lớn là binh sĩ nghĩa vụ một năm, không có nhiều kinh nghiệm thực chiến hoặc được trang bị đầy đủ để đối đầu với các chiến thuật và vũ khí hiện đại mà Ukraine đang sử dụng. Tình trạng đào tạo của lực lượng Nga cũng đáng lo ngại hơn khi một số cuộc phỏng vấn với tù binh chiến tranh từ Kursk tiết lộ rằng các binh sĩ Nga chỉ được đào tạo 2 tuần trước khi được gửi đến các đơn vị chiến đấu. Sự thiếu hụt huấn luyện này càng làm rõ những thách thức mà lực lượng Nga phải đối mặt. Và dù có thêm quân số từ Triều Tiên, hiệu quả của lực lượng này trên chiến trường Ukraine vẫn là một dấu chấm hỏi. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Putin đã tìm cách điều chỉnh chính sách để triển khai lực lượng tại Ukraine mà không vi phạm các công ước quốc tế về hạn chế lính nghĩa vụ ngắn hạn trong các cuộc xung đột. Ông cho phép ký hợp đồng với binh sĩ nghĩa vụ và thuê lính đánh thuê để tiến hành các chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine đã thu hút các chiến binh tình nguyện từ nhiều quốc gia tham gia vào quân đoàn quốc tế của mình. Tuy nhiên, số lượng này có thể nhỏ hơn nhiều so với lực lượng lính hợp đồng và lính đánh thuê mà Nga đang huy động. Theo báo cáo của Riddle, quân đội Nga đã ký gần nửa triệu hợp đồng vào năm 2023, nhưng với thời gian phục vụ tối thiểu được hạ thấp đáng kể. Đặc biệt với các tù nhân tham gia quân đội để giảm án, thời gian phục vụ có thể chỉ là 3 tháng. Điều này cho phép một người ký nhiều hợp đồng trong một năm. Tuy nhiên, không phải tất cả các binh sĩ đều gia hạn hợp đồng sau khi hết hạn. Báo cáo của Riddle cho biết, trong số nửa triệu hợp đồng ký kết, chỉ có khoảng 180.000 binh sĩ có thể duy trì hoạt động suốt năm 2024. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Moscow khi họ cần lực lượng để sử dụng lượng đạn pháo khổng lồ từ kho hậu phương và nguồn viện trợ từ Triều Tiên. Sau hơn 2 năm liên tục tuyển quân, Nga đang đối mặt với khó khăn trong việc duy trì số lượng lính mới. Tuy nhiên, Triều Tiên có tiềm lực về nhân lực và nhu cầu về tiền bạc, thực phẩm cũng như là chuyên môn quân sự, những điều mà Nga hoàn toàn có thể cung cấp. Hiệp ước toàn diện giữa hai quốc gia phần nào được thúc đẩy bởi các diễn biến tại Ukraine, khi Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk của Nga, chiếm hơn 500 dặm vuông trong vòng 3 tuần của tháng 8. Sự tiến công này khiến nhiều binh sĩ Nga tại Kursk đầu hàng hoặc đào ngũ và Moscow không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội Ukraine. Phải đến giữa tháng 10, Nga mới có thể tiến hành phản công và tuyên bố đã giành lại một nửa lãnh thổ bị chiếm đóng. Điều này cho thấy sự khó khăn trong việc phòng thủ ngay cả trên lãnh thổ của mình, khi Moscow phải mất hơn 2 tháng để chuẩn bị chiến đấu hiệu quả tại khu vực này. Đáng chú ý hơn, những đe dọa từ phía ông Putin về việc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Nga bị xâm phạm đã không tạo ra các tác động đáng kể, mở đường cho NATO đề xuất các biện pháp hỗ trợ quân sự mạnh mẽ hơn cho Ukraine. Điều này tạo ra một cơ hội cho phương Tây tăng cường vũ khí cho quân đội Ukraine, củng cố tinh thần và khả năng chiến đấu của họ trước sức ép từ Nga. Người đứng đầu quân đội NATO đã tuyên bố rằng Ukraine hiện có thể sử dụng các tên lửa tầm xa được viện trợ để tấn công chính xác sâu vào lãnh thổ Nga, một bước đi mà trước đây NATO từng phản kháng quyết liệt. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk đã tạo ra một cái cớ hoàn hảo cho ông Putin, mở đường mời gọi Triều Tiên tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Với hiệp ước quân sự được ký kết giữa Nga và Triều Tiên ngay trước khi Kursk trở thành chiến trường, ông Putin có thể viện dẫn rằng toàn vẹn lãnh thổ Nga đang bị đe dọa. Hiệp ước này cho phép Triều Tiên triển khai quân đội để giúp Nga bảo vệ lãnh thổ, đối phó với quân đội Ukraine.
Điều này tạo ra một lớp bảo vệ chính thức, hợp pháp hóa sự can thiệp quân sự của Triều Tiên mà không vi phạm các hiệp ước quốc tế. Thực chất, nhóm 10.000 binh sĩ Triều Tiên có thể chỉ là lực lượng tiên phong thử nghiệm khả năng tác chiến trên chiến trường. Đây là phép thử quan trọng cho các kế hoạch lớn hơn trong tương lai, khi Triều Tiên có thể cung cấp hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn binh sĩ để hỗ trợ Nga giữ vững lãnh thổ, bảo vệ các khu vực đã sáp nhập như Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, cũng như bán đảo Crimea. Ngoài ra, lực lượng này có thể giúp Điện Kremlin dồn sức tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine, đẩy mạnh thế trận tại các mặt trận chiến lược. Nhưng, như các nhà phân tích nhận định, nhóm 10.000 lính Triều Tiên này nhiều khả năng sẽ trở thành pháo hôi trên chiến trường, cùng chịu chung số phận với các binh lính Nga. Ông Putin dường như đang thực hiện một chiến lược không mấy nhân đạo, khi cả Nga và Ukraine đều phải chịu tổn thất nhân mạng lớn trong cuộc chiến, biến chiến trường thành một cối xay thịt khủng khiếp. Với dân số nhỏ hơn và ít nam giới hơn, Ukraine đang đối mặt với bất lợi lớn trước Nga, một quốc gia đông dân hơn rất nhiều. Đối với Triều Tiên, trải nghiệm thực địa tại Ukraine có thể là cơ hội để nâng cao tinh thần và kinh nghiệm cho binh sĩ, tạo động lực tiếp tục gửi thêm lực lượng đến Nga. Những kinh nghiệm này còn giúp Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc chiến tranh tiềm năng với Hàn Quốc, một kịch bản đã được bổ sung vào hiến pháp của Triều Tiên vào cuối tháng 10. Chiến trường Kursk vì vậy không chỉ là một thử nghiệm chiến đấu mà còn là một cơ hội quý giá cho quân đội Triều Tiên và gia tộc của họ Kim. Về mặt đối ngoại, với lập luận rằng Triều Tiên chỉ hỗ trợ Nga bảo vệ lãnh thổ theo hiệp ước đã ký, cả hai nước có thể khẳng định sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên tại Kursk không vi phạm luật quốc tế nào hay công ước nào. Điều này tạo ra một vỏ bọc ngoại giao giúp Nga và Triều Tiên hợp tác quân sự mà không vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Vì Triều Tiên cung cấp binh lính giúp Nga có thêm lực lượng bảo vệ tuyến phòng thủ, cho phép quân đội Nga tập trung nguồn lực ở chiến trường Donbass và tiếp tục gây áp lực buộc Ukraine phải tập trung phòng thủ. Điều này làm giảm khả năng Ukraine sử dụng hỏa lực tầm xa để tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng ở Nga, bao gồm tuyến đường huyết mạch, kho dự trữ và các cơ sở quân sự của Moscow. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã phá hủy một số nhà máy lọc dầu ở phía Tây Nam, buộc Moscow phải ngừng xuất khẩu dầu diesel và khí đốt tới nhiều quốc gia, gây áp lực lớn lên ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Nga đã phải tìm đến Kazakhstan để thay thế nguồn cung cấp năng lượng, trong khi nguồn dầu khai thác ở Nga đối mặt nguy cơ phải đốt bỏ đi vì không có cơ sở lọc dầu. Nếu Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga, Moscow sẽ không chỉ đối mặt với tổn thất kinh tế mà còn có nguy cơ mất đi nguồn thu ngoại tệ quan trọng từ Trung Quốc và Ấn Độ, hai khách hàng dầu mỏ lớn nhất. Xuất khẩu dầu khí chiếm khoảng 45% ngân sách liên bang Nga, do đó nếu nền kinh tế Nga suy giảm đáng kể, có thể Triều Tiên cũng sẽ ngừng cung cấp binh lính hỗ trợ, làm suy yếu thêm khả năng duy trì cuộc chiến của Moscow. Tuy nhiên, còn một lý do quan trọng khác khiến Nga không muốn Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ của mình. Ngày 10 tháng 9, Ukraine đã tiến hành một trong những cuộc tấn công lớn vào Moscow khi 20 máy bay không người lái tấn công vào thủ đô. Mặc dù hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ nhiều UAV, một số vẫn gây thiệt hại cho các tòa nhà, khiến ít nhất một người thiệt mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông quanh thủ đô. Trong phần lớn thời gian của cuộc chiến, Moscow gần như miễn nhiễm với các tác động trực tiếp từ xung đột, và truyền thông Nga duy trì hình ảnh ổn định tại các thành phố lớn. Chiến dịch tuyển quân chủ yếu nhắm vào các vùng xa xôi, hứa hẹn mức lương cao gấp 3 đến 4 lần so với trung bình của quốc gia, tạo nên ảnh hưởng rằng cuộc sống tại Nga vẫn bình thường. Nhưng khi Moscow trở thành mục tiêu, ảo tưởng bình yên này đã dần tan biến. Tầm ảnh hưởng của Tổng thống Putin được duy trì nhờ sự bảo vệ cho tầng lớp thượng lưu tại Moscow. Nếu Ukraine có thể tấn công thủ đô Nga bằng vũ khí tầm xa, lớp bảo hộ đó sẽ biến mất và an ninh của Moscow sẽ bị đe dọa. Điều này có thể dẫn đến bất ổn trong lòng nước Nga, khiến những người ủng hộ Putin phải xem xét lại vị trí của mình. Đó là lý do binh sĩ Triều Tiên trở nên quan trọng đối với Nga vào lúc này. Lực lượng từ Bình Nhưỡng giúp Putin giảm bớt áp lực phòng thủ nội địa, đánh lạc hướng Ukraine và duy trì sức ép tại Donbass. Họ mang lại một khoảng trống chiến thuật cần thiết để Nga có thể cân nhắc những bước đi tiếp theo, tránh cho thủ đô trở thành mục tiêu dễ bị tấn công và duy trì thế trận trong cuộc chiến kéo dài. Câu hỏi đặt ra là liệu binh sĩ Triều Tiên có thực sự sẵn sàng và hiệu quả khi chiến đấu ở Ukraine? Mặc dù Ukraine đã bắt giữ 18 binh sĩ Triều Tiên đào ngũ, sự kiện này cho thấy cuộc chiến tại Ukraine khốc liệt và đẫm máu hơn nhiều so với những gì họ có thể hình dung. Thậm chí một số binh sĩ Triều Tiên có thể đang xem đây là cơ hội để thoát khỏi hệ thống kiểm soát khắc nghiệt của Bình Nhưỡng. Với rào cản ngôn ngữ lớn, khi phần lớn binh sĩ Triều Tiên khó có thể hiểu được tiếng Nga dù đã được qua huấn luyện, sự phối hợp giữa quân đội Nga và lực lượng từ Triều Tiên sẽ gặp nhiều khó khăn.
Điều này có thể khiến lô binh sĩ đầu tiên của Triều Tiên dễ bị suy yếu và dễ bị tổn thất hơn trước lực lượng của Ukraine. Thậm chí các binh sĩ Triều Tiên có thể bị đẩy thẳng vào các điểm nóng nhất của chiến trường mà không có thời gian để thích nghi. Câu hỏi về đợt triển khai tiếp theo vẫn còn bỏ ngỏ nếu Bộ Tư lệnh Nga xem binh sĩ Triều Tiên là nguồn lực tiêu hao để bảo vệ các binh sĩ Nga giàu kinh nghiệm. Họ hoàn toàn có thể sử dụng lực lượng này như một lá chắn trong các chiến dịch căng thẳng. Điều này có thể làm suy yếu chiến lược của Ukraine ở vùng Kursk và kéo dài xung đột thêm nhiều năm. Với Triều Tiên đóng vai trò như một chất xúc tác giúp Nga duy trì cuộc chiến. Vậy liệu lực lượng Triều Tiên sẽ tạo ra bước ngoặt ở Ukraine hay chỉ là một phần trong chiến lược nhằm giữ vững hy vọng và chiến thắng của Nga? Cả thế giới đang theo dõi từng diễn biến khi những toan tính địa chính trị và quân sự này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cục diện chiến trường, mà còn có thể định hình cán cân quyền lực toàn cầu trong những năm tới. Kính thưa quý vị, thời lượng chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.